Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Test Trần TV. Tôi đang có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài. Bây giờ là thời điểm mà 6 giờ 30 phút sáng và chuyến bay VN18 từ Paris đến thẳng Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài, đưa huấn luyện viên Philippe Chuzier, tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, đã có mặt đây rồi. Lúc này thì chúng tôi đang chờ đợi những ảnh đầu tiên của huấn luyện viên người Pháp có mặt ở đây để xem tâm trạng của ông ra làm sao. Và bây giờ là lúc mà các phóng viên giới truyền thông đang chờ đón rất nhiều ở phía bên ngoài. Và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Đây là khung cảnh ngay bên sảnh đến của khu vực nơi mà huấn luyện viên Philippe Chuzier sẽ đi ra ngoài. Thì các bạn có thể quan sát đây là có những cái lực lượng an ninh rất là quen thuộc. Đấy, phóng viên cũng đã có mặt. Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi cũng đã có mặt đây rồi. Rất nhiều những hình ảnh cho thấy là chúng ta đang đứng đúng vị trí sảnh đến A1 của sân bay quốc tế Nội Bài. Những người Pháp đã có mặt ở đây. Còn huấn luyện viên Philippe Chuzier thì sao? Chúng ta cùng chờ đợi. Đây rồi, huấn luyện viên Chuzier ngay đây rồi các bạn ạ. Cũng đã bước ra ngay đây rồi. Ra. Lùi. Welcome back. Okay, thank you. Chủ tịch Việt Nam đang chào mừng về phía chủ tịch hạ. Welcome back. Thank you very much. Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi đã có bó hoa. So happy to be back to Vietnam, a country I know, and of course a country I love. And I am so proud to take charge national teams of Vietnam. It's a great honor for me. And we have a lot of mission for the future. And I am ready for that. And I feel so motivated to take charge national team. I'm so proud. Thank you. So, welcome. Hỏi nha. You have any... Thôi để ông phát biểu để cảm tưởng đi con. Mai hỏi, thoải mái hỏi. Rồi, đang đi. Đúng đây. Luôn.
Tuấn ở lại đi xe. Hai cốt. Tuấn ở lại đi xe. Xe này còn ai không anh ơi? Đủ chưa thôi nhá, đóng cửa nhá. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Mọi người đi nhá. Đóng cửa. Đóng cửa. Vâng. Rất đông có phóng viên, nhân viên an ninh nữa, và rất nhanh chóng huấn luyện viên Chu Xie đã có mặt trong chiếc ô tô và bắt đầu di chuyển, sẵn di chuyển rất nhanh, rất đông. Ông Felipe Chu Xie di chuyển ngay về Liên đoàn bóng Việt Nam thôi. Phóng viên này quá đông luôn. Các bạn thấy đấy, thì một cuộc đón diễn ra cực kỳ nhanh đúng không ạ? Bước ra đến ngoài, sau đó là có lực lượng an ninh di chuyển và đưa huấn luyện viên Chu Xie ra gọi là chiếc ô tô. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị sẵn, và theo cái lược dịch của mình rất nhanh thôi là huấn luyện viên Chu Xie cũng tỏ ra rất là hạnh phúc khi mà nhận được thông tin là sẽ chính thức ký hợp đồng với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là đội tuyển Việt Nam. Và cái điều ông thực sự đang cần phải chuẩn bị lúc này đó là một cái kế hoạch rất là kỹ lưỡng để cho đội tuyển U23 cũng như là đội tuyển Việt Nam sẵn sàng những chiến dịch sắp tới. Năm nay chúng ta sẽ có SEA Games, năm nay sẽ chúng ta sẽ còn có cả ASEAN hay là Asian Cup vào cuối năm nữa. Thì đây là một cái dịp mà có lẽ là chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là huấn luyện viên Chu Xie sẽ có một cái kế hoạch như thế nào. Ngày mai vào ngày 27 tháng 2 thì huấn luyện viên Chu Xie sẽ có một buổi họp báo chính thức ra mắt người hâm mộ Việt Nam ở trong khán phòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ký đặt bút ký ở bản hợp đồng, và hy vọng rằng là đây sẽ là những hình ảnh mà các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam cực kỳ quan tâm và kỳ vọng. Sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì Liên đoàn bóng Việt Nam cũng như là tổng cục thể dục thể thao cũng đã chia sẻ những cái kỳ vọng dành cho huấn luyện viên Chu Xie. Họ cũng mong muốn là cái điều quan nhất có đó chính là lối chơi thôi, chứ còn cái việc đặt ra một cái mục tiêu bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games là cái điều mà chúng ta thấy là tổng cục thể dục thể thao đã không đặt nặng. Đó là một cái tín hiệu mà có cho thấy là họ rất đồng cảm với những vị tân huấn luyện viên như thế này. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu tích cực cũng như là một cái luồng gió mới đến từ một vị huấn luyện viên người Pháp và một người đã từng đến với Việt Nam ở trong những năm tháng trước rồi. Khi mà trong những năm 2019-2020 thì ông cũng đã có một khoảng thời gian để dẫn dắt U19, và rõ ràng là đây là một cái thời điểm mà ông đã quay lại và ông rất thích bóng đá Việt Nam, rất thích con người Việt Nam, rất thích mọi thứ ở Việt Nam. Và khi được hỏi thì các bạn có thể thấy là chúng ta được nghe những thông tin liên quan đến việc là ông đã từ chối rất nhiều những cái hợp đồng lớn lên đến khoảng cỡ 10 tỷ một tháng để đến với Việt Nam. Rõ ràng là tình cảm của ông dành cho Việt Nam cũng là rất là nhiều. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau ở trong những cái khoảnh khắc tiếp theo của huấn luyện viên Chu Xie, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, để xem là chúng ta sẽ đón nhận những thông tin mới như thế nào, hình ảnh và cảm xúc ra làm sao. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Đất Trần TV. Một buổi sáng ngày 26 tháng 2 chúng ta đã có khoảnh khắc đón tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Hy vọng đây sẽ là những khoảnh khắc lịch sử để đón một vị huấn luyện viên thành công và đạt được nhiều danh hiệu, đạt được nhiều gọi là vinh quang cùng với cả bóng đá Việt Nam. Các bạn đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để được thông báo mỗi khi có video mới trên kênh Tất Trần TV. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.